Xin kính chào quý vị khán giả và cử tri trong tỉnh. Trong năm 2023, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát hơi thở cuộc sống và đòi hỏi từ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thông qua đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, từ đó có sự chỉ đạo linh hoạt, phù hợp, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình, xứng đáng là cơ quan dân cử vì nhân dân phục vụ. Trong năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công 6 kỳ họp, gồm 2 kỳ họp thường lệ, 4 kỳ họp chuyên đề. Đây là một khối lượng công việc rất lớn nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu của thực tiễn. Trước các kỳ họp, công tác chuẩn bị luôn được thực hiện kỹ lưỡng về mặt tài liệu, văn bản gửi trước các đại biểu để nghiên cứu, đóng góp tại kỳ họp. Công tác tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, phù hợp, khoa học cả về nội dung và thời gian tổ chức, nâng cao chất lượng theo hướng thực chất và hiệu quả. Tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 137 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết tạo cơ chế chính sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chăm lo đời sống dân sinh đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Đối với lĩnh vực nông nghiệp thì chúng tôi đã tích cực phối hợp với các sở ban ngành và chính quyền địa phương và các ban của Hội đồng dân tỉnh để tham mưu trình Hội đồng dân tỉnh ban hành nhiều cái cơ chế chính sách như là cái chính sách tích tụ tập trung đất đai, chính sách gắn thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và cũng đề xuất với Hội đồng dân tỉnh nhiều các dự án liên quan đến lĩnh vực ngành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi đã kịp thời báo cáo với Ban tỉnh, trình Hội đồng dân tỉnh xem xét sửa đổi bổ sung các cái cơ chế chính sách các cái dự án để phù hợp với thực tiễn như là cái nghị quyết 185 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sau khi triển khai được một năm thì trên cơ sở của nghị quyết chúng tôi đã rà soát sửa đổi những cái chính sách bất cập chưa phù hợp với thực tiễn để Hội đồng dân tỉnh xem xét quyết định để mà phát huy được cái nguồn lực của chính sách, tạo được cái niềm tin và cái động lực của cử tri trên địa bàn tỉnh. Tại các kỳ họp, phiên chất vấn luôn được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm nhất. Đây cũng là hình thức giám sát quan trọng, tác động lớn đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong năm 2023, tại kỳ họp thứ 14, kỳ họp thường lệ giữa năm, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chất vấn đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với 6 nhóm vấn đề. Trong đó các nội dung nổi bật được nhiều đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm, đó là tình trạng nhiều dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất nhưng qua nhiều năm đã được gia hạn nhiều lần nhưng nhà đầu tư vẫn không triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chậm. Tình trạng thiếu giáo viên, nhất là thiếu giáo viên các môn tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật đang diễn ra tại tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 17, kỳ họp thường lệ cuối năm, Hội đồng nhân dân tỉnh đã chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chất vấn Giám đốc Sở Công Thương về tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh chọn cái chủ đề chất vấn về cái quản lý phát triển cụm nghiệp, tôi cho rằng là một cái sự quan tâm rất là kịp thời trong cái bối cảnh rất là khó khăn của các cái nền kinh tế cũng như của các cái nhà đầu tư. Đề nghị là sau kỳ họp này, nếu thành lập được cái tổ công tác đặc biệt để giải quyết thao gỡ các cái khó khăn vướng mắc hiện nay đối với các cái chủ đầu tư cũng như các nhà đầu tư cấp vào cụm công nghiệp, thì tôi nghĩ đây là cái cần thiết nhất hiện nay đối với các nhà đầu tư. Phiên chất vấn thì các đại biểu cũng chỉ rõ ra rất rõ cái việc là hạn chế của cái việc giải ngân vốn đầu tư công, ví dụ như là công tác giải phóng mặt bằng nó chưa đạt được tiến độ, thứ hai là nguyên vật liệu cái giá thành cao hơn thực tế. Sau kỳ họp thì cũng mong muốn rằng là các cái giải pháp nó dứt điểm và có cái bước cụ thể và dứt khoát để giúp nhà thầu cũng như là các cái đơn vị cơ quan đảm bảo cái việc đầu tư. Công tác giám sát cũng được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm. Trong năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành lập 12 đoàn giám sát, thực hiện 71 cuộc khảo sát, tổ chức giám sát 9 chuyên đề. Trong đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành lập 2 đoàn giám sát để giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập 3 đoàn giám sát để giám sát chuyên đề.
việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn, các kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay. Nét mới trong hoạt động giám sát là Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tăng cường đôn đốc theo dõi việc thực hiện các kết luận sau giám sát và thực hiện tái giám sát để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. Qua quá trình theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 87 văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện, khắc phục những tồn tại hạn chế đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ ra tại các nghị quyết sau chất vấn, các kết luận sau giám sát. Nhiều tồn tại hạn chế đã được khắc phục, một số hạn chế kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Trong năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức thành công phiên giải trình về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh. Các vị đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần dân chủ, trao đổi, nêu yêu cầu giải trình tập trung vào nhóm các vấn đề nóng, nổi cộm còn tồn tại hạn chế. Lãnh đạo các đơn vị tham gia giải trình đã cơ bản nắm chắc nội dung, giải trình cụ thể, đúng trọng tâm, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục và cam kết tiến độ cụ thể để hoàn thành. Sau phiên giải trình, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành kết luận với 23 kiến nghị yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa, bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở ngành đơn vị cấp tỉnh liên quan, các huyện thị xã thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Như vậy thì tới đây sẽ có hàng chục nghìn người lao động sẽ được hưởng khi mà khắc phục được cái tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội. Và qua cái lan tỏa từ các phương tiện thông tin đại chúng thì có thể nói ý thức của chủ sử dụng lao động sẽ được nâng lên và người lao động cũng biết quyền lợi của mình được hưởng cái gì mà đòi hỏi, mà đấu tranh để làm sao đó để không xảy ra cái tình trạng chậm đóng. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri trong năm 2023 cũng đã có nhiều đổi mới. Chương trình các hội nghị tiếp xúc cử tri được sắp xếp hợp lý, luân phiên thay đổi địa bàn để nhiều cử tri có điều kiện tham dự. Với 54 hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận được 204 ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã, 30 kiến nghị thuộc thẩm quyền của các bộ ngành trung ương. Nhiều kiến nghị được giải quyết đã đáp ứng kịp thời mong mỏi nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền các cấp. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền trung ương đã được tổng hợp phân loại để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết. Cùng với đó, các kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đều được báo cáo công khai tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, được đăng tải trên trang thông tin điện tử và các thông tin đại chúng, đảm bảo tính công khai minh bạch. Cái việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân của chính quyền các cấp trong thời gian vừa qua thì phải nói là có nhiều nét mới, bài bản, khoa học và hiệu quả. Hầu hết các cái kiến nghị của cử tri đều được Ủy ban dân tỉnh cũng như chính quyền địa phương các cấp tiếp thu, giải quyết đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, thỏa đáng và được nhân dân cử tri đánh giá rất là cao. Những đổi mới đó đã giúp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nâng cao vai trò vị thế của cơ quan đại diện dân cử, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của tỉnh trên các lĩnh vực. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn thách thức, tỉnh Thanh Hóa vẫn có 20 trên 26 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn nhiều so với bình quân chung cả nước, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán được giao. Đây sẽ là cơ sở động lực để Thanh Hóa tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Chuyên mục đại biểu với cử tri hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.